đèn màu cung hát thiêu trên vai gầy dừng trên mi trong lãng quên liêu xiêu. Oh, để từ đó nốt nhạc em cất cao sáng lên trong đêm dài rất khuya. Để tao coi coi cái mặt mày dính lọ ẹ hay giống ai mà ai cũng nhìn mày. Trời ơi khùng quá đi bà ơi. Nhà nghĩ người ta đẹp như vậy làm gì có lọ ẹ mà dính. Khùng quá. Sao ai cũng nhìn mày vậy? Thì kệ họ đi, không muốn nhìn thì họ nhìn. Tao với mày cũng ở đây tới tối mai. Thôi sẽ... đứng đây đi, để tao vô tao hỏi. Ủa, chị muốn hỏi cái quán cà phê nào đẹp nhất ở đây à? Không, cho em hỏi là bạn em giống ai hay sao mà anh chị nhìn quá vậy? Đúng là người mẫu đẹp thật đấy. Sao anh biết bạn là người mẫu? Tôi thấy ở trên cái quyển tạp chí này mà. À, thì ra là vậy. Cảm ơn nha. Alo Yến hả? Sao anh gọi cho chồng miên hoài không được vậy em? Đang đâu vậy? Tụi em đang ở Buôn Mê Thuột nè. Có chồng đi đó không em? Ừ, nó ở chung với em mà. Trời ơi, bất ngờ quá nha. Thì đi Buôn Mê Thuột có mấy ngày thôi, rồi quay lại về Sài Gòn. Em lên nha Yến, xấu ghê. Đi sao rủ anh đi? Bây giờ rủ nè, dám đi không? Dám chứ sao không. Lên liền đi. Bây giờ tụi em đang ở đâu? Tụi em đang ở nhà nghỉ Hương Mê, đường Tuệ Tĩnh. Được, anh sẽ lên. Bye bye nha. Bye em. Xong rồi, đi. Dạ, chào cô. Dạ. Chào hai cô. Hai cô muốn mua gì? Dạ, tụi con không có mua gì hết á. Tụi con muốn hỏi cô một số vấn đề. À, hỏi gì, chuyện gì hại đi. Dạ, con là nhân viên của công ty sữa ở dưới Sài Gòn mới lên. Công ty con muốn mở chi nhánh sữa ở trên này. Nhưng mà không biết thị trường ở trên này có bán được hay không á cô. Mới thăm dò thôi vậy. Mở là chết đó. Sao vậy cô? Trời ơi, sữa bây giờ bán ế lắm. Họa may là sữa từ trẻ sơ sinh đến 6 tháng rồi còn bán lai rai được. Dạ. Cô nói gì tụi con chưa hiểu. Đang mùa bắp. Mà bắp bây giờ nó rẻ lắm. Giờ chỉ có ăn sáng người ta ăn trái bắp là đủ no rồi. Mà bây giờ thì hàng bún, hàng mắm, hàng gì á, mùa bắp người ta còn giảm chết hết trơn rồi. Hơn nữa trái cây giờ bắp thuộc bây giờ vẫn còn rẻ nữa. Mà bây giờ thì thổi gì họ ăn. Cô không tin ở ngoài kia kìa. Đó, hàng chuối chiên, khoai chiên, tới cái mùa bắp là người ta giảm hết trơn rồi, giờ bán ế hết trơn rồi.
Cô không tin ngày mai ăn sáng cô hỏi thăm ta thử coi. Không bán buôn được vào gì vào mùa này hết á. Cô nghe tôi đi. Còn nếu mà muốn mở á, là tôi khuyên khai cô là vào cái dịp mà trẻ tựu trường á, và cái dịp đó tới khi Tết trong năm là cái mùa đó là bán được nhất. Nghe tôi đi. Dạ. Dạ. Ý. Coi kìa. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Không sao. Chào cô. Cảm ơn cô. Không sao. Mì ơi. Ừ, chào con. À, con chào cô. Trời ơi, mới lên có bao lâu đâu mà giờ biết tiếng ở đây rồi hả? Dạ, kỳ này kiếm vợ ở đây luôn rồi nha. Cái này bán đổi không cô? Nè, nói chị tiền nè. Dạ. Cô khóc ngày mai đi. Mưa quá bán không được, ê lắm. Dạ, không sao đâu cô. Con đến đây để hô cô là có lấy thêm hàng nữa không? Để sáng mai con chở tới mà. À, vậy hả? Nè. Dạ. Hình như là sữa Tân Nam có tặng quà cho các trẻ, nhà trẻ phải không? Dạ đúng rồi cô, nhưng mà chỉ tặng cho những huyện ở vùng xa xôi thôi. À, vậy à? Dạ. Vậy mà mới nhà trẻ tới hỏi quá chừng luôn, biết đâu mà trả lời luôn á. Dạ, nếu mà họ còn hỏi nữa thì cô giải thích giùm con là chương trình tặng sữa chỉ áp dụng cho những nhà trẻ ở vùng xa, không có điều kiện như các nhà trẻ ở thành phố. Hoặc là cô cho số điện thoại của con, để con tự giải thích với họ cũng được. Nè, dạ. Hình như có công ty sữa nào á, tôi thăm dò thị trường ở đây đó nha. Có hai cô vừa mới về đó. Mà cô hãng nào vậy cô? Không biết nữa. Không hỏi kỹ nơi. Cô nhớ kỹ lại coi, nhìn con đi. Ồ mà có thấy cô ấy quen, dễ sợ luôn mà không biết gặp ở đâu á. Quen lắm cơ. Thôi cô ráng nhớ kỹ lại nhìn con đi ha. Ồ nhỉ, mà thấy quen lắm mà không biết gặp ở đâu. À nè, cô này nè. Cô có chắc đúng là cô này chứ? Ôi, như cô này mà. À, mà sữa Tân Nam mà quả quảng cáo sữa này mà còn quảng cáo sữa nào nữa. Sao kỳ á? Chắc không phải đâu cô ơi. Trời ơi, nhớ rõ mà. Người giống người thôi đó. Có chắc là cô nhớ là đúng người này chứ? Chắc mà, giống y hệt mà. Thôi được rồi, con chào cô nhé. Con đi. Đói quá à. Cái chị gì ở tiệm tạp hóa Đại Lợi nói đúng á. Cái mùa này ở đây toàn là bắp không à. Tôi với mày ăn bắp luôn đi ha. Kìa kìa, xe bắp bên kia kìa. Đó. Đói quá. Đợi với. Chiều này cô bắp bán sao vậy gì? Bắp bán 2.000 ba trái cô. 6.000 10 trái. Dạ thôi cô lấy đi. Bắp thơm quá Yến. Lâu lâu mới được ăn bắp. Ăn một bữa cho nó đã. Bắp ngon mà cô, bắp mới nấu xong à. Bắp ở đây là mẹ cái nấu liền ngọt lắm. Đó, yeah. Mày khen bắp ngon. Dì lọc sẵn cho tụi con hai trái để tụi con ăn liền nha. Trời ơi, bắp mới bẻ về mà. Thôi được rồi cô ơi. Bắp ngon mà. Nó nhìn mày kìa, trả tiền đi.
hả? Trả tiền. Lại tao trả tiền nữa hả? Chứ sao, tao trả giá mày phải trả tiền chứ. Sáu ngàn phải không gì? Cảm ơn anh nha. Cảm ơn gì? Mua giờ mừng vỡ nha. Con chào chú Bảy. Ờ, gì đó con. Ủa, chú Bảy định đi đâu nữa hả? Ờ, quên sợi dây nhà mang ra cột hàng cho anh ta. Dạ. Chú Bảy ơi, thường thì chú Bảy có biết giờ này chợ Mỹ Hiến hay đi đâu không chú Bảy? Rồi, vậy là hai nàng làm biến nấu cơm, chắc đi ăn quán rồi. Dạ. Chú đi nha. Dạ. Gấp quá. Dạ, con chào chú Bảy. Ờ, vô, xích lô, vô nha. Cảm ơn bác Tài nha. Trời đất ơi, còn phòng không cô? Còn. Cho tôi phòng đi. Bà cô ơi, cho tôi hỏi nha. Ở đây á, có hai cô gái nào đẹp đẹp cao cao ở đây không cô? Dạ, em cũng mới nhận ca trực cho nên em không biết, để em vô coi sổ rồi em nói anh con. Ờ mà nè, cho tôi hỏi nha. Có dịch vụ giặt rửa quần áo thấy khô không? Có anh. Làm liền luôn hả? Giờ khui quá rồi. Để như ngày mai nói nhân viên xuống cho cô. Dạ hả? Dạ. Mai làm sớm tôi nha. Anh Hiếu.
Trời, xui vô vậy? Cúp điện hả? Nhà tiếp tân nhà nghỉ Hương Mê nghe đây. Cô ơi, tôi ở phòng số 13 nè. Tôi có bộ quần áo ướt cần giặt và sấy ngay lập tức. Làm ơn cho người xuống lấy giùm tôi đi cô. Ai đó? Dạ, tiếp tân nhà nghỉ Hương Mê. Đợi tôi một chút. Mời vào. Cô ơi, bộ đồ của tôi bị ướt, cần giặt và sấy khô ngay lập tức. À, anh là người khách tới đây vào tối hôm qua đúng không? Ừ, vậy là cô hiểu tình cảnh của tôi rồi đó. Có một bộ đồ à, bây giờ bị ướt rồi. Cô làm ơn cô giúp mình tôi đi cô. Đó tiếc hôm nay cúp điện nên ạ. Trời ơi, sao mà tôi xui quá vậy? Cô ơi, có cách nào giúp mình tôi không? Thật sự xin lỗi anh, tối qua mưa to quá đứt dây điện nên chưa có điện được. Chết tôi rồi. Nè cô ơi, không lẽ là khắp thành phố Ban Mỹ Thuật này chỗ nào không cúp điện sao? Làm ơn giúp giùm tôi đi cô. Tức tiếc tôi đang trực nên không thể đi ra ngoài được. Cô ơi giúp giùm tôi đi. Không lẽ tôi đã vậy ra ngoài đường. Biết chừng nào mới khô bây giờ. Thôi được rồi anh đừng nói đây, để tôi gọi điện thoại cho bạn bè tôi coi phải giúp cái gì cho anh. Thiệt hả? Sớm sớm nha cô. Cảm ơn cô. Cô ơi, càng sớm càng tốt nha. Dạ. Yeah. Mày thấy không Yến? Thấy cái gì? Sau cơn mưa trời lại sáng. Tối ngày chỉ biết lãng mạn. Ừ. Mà trong Minh Hiếu này không biết lên đây làm chi nữa. Chán ghê. Lên đây kiếm người u. U cái đầu mày. Trời ơi cái cô này. À, cho em hỏi, hồi khuya có một anh thanh niên. Dạ. Râu hơi bồm sờm một chút. Bây giờ anh trọ phòng nào hả chị? Dạ, phòng số 13. Ờ, phòng số 13. Dạ. Ở đâu vậy chị? Đi thẳng xuống dưới, quẹo phải. Cái phòng đầu tiên đó, chị đi thẳng là tới. À, cái phòng có cái màn trắng phải không chị? Dạ đúng. Ờ, cảm ơn chị. Dạ, không có chi ạ. Trời ơi, tưởng ở kế bên phòng mình á, thì tao sẽ xung phong đi đón. Còn tú đằng kia hả? Cẩm thì nha, đi đón mình đi cưng. Mày mà. Mày cũng khóa cái mồi một. Một ngọn lửa hồng trên cao, ha ha ha. Một ngọn lửa hồng cháy mãi. Ôi cao nguyên, cao nguyên, em thương ai, thương ai. Ai vậy? Anh Hiếu ơi, dậy chưa? My hả? Anh đang bận chút xíu My ơi. Nếu vậy, My và Hải Yến đợi anh ở dưới phòng ăn nha. Ừ. Ơi, hết hồn à, ở đây lạnh quá.
anh Hiếu nói một lát nữa anh sẽ xuống sau. Mệt thiệt á nha. Xin lỗi hai chị dùng gì ạ? Đợi một chút, tụi tôi đang ngồi đợi bạn. Trong lực chờ đợi bạn uống cà phê nhé. Đến uống mà thuốc mà không uống cà phê thì coi như không chưa đến. Thôi được rồi, chị cho tôi hai ly cà phê đi. Công nhận, Dương Buôn mê thuộc quảng cáo cà phê, sến ghê luôn. Mày chê người ta sến, vậy nếu là mày, mày sẽ quảng cáo làm sao? Tao hả? Marketing đây nè. Nếu là tao hả, tao sẽ nói là không phải vì mưa đâu, mà là vì bạn chưa dùng cà phê đó. Dữ chưa? Còn sến hơn nữa. Nghe giống như là mày đang phê bình người ta đang ngủ gục vậy. Đúng rồi, ý tao là vậy đó. Cảm ơn. Mời hai chị dùng cà phê. Cảm ơn. Uống một chút cho tỉnh táo đi. Hôm nay tụi mình phải đi đến 2-3 chặng đường. Mệt lắm nha mày. Có khác chút chút á. Ừ, quên nữa. Kết quả điều tra hồi tối hôm qua có làm mày hài lòng không? Có. Nhưng mà trong thời điểm này mà tao nói xấu về thằng Bình, chị sợ bị mọi người dị nghị. Và nói tao rất là cá nhân. Trong lúc này tao đang cần một hình ảnh đẹp, mày biết không? Hình ảnh đẹp thì lúc nào người ta lại không cần? Nhưng mà không phải lúc nào cũng có được. Sao anh Hiếu lâu tới quá vậy? Anh nghe nè Yến. Anh Hiếu hả? Anh làm gì vậy? Tụi em đợi anh lâu lắm rồi nha. Hay tụi em ăn sáng trước nha. Hay là em với Trà My ăn chút đi. Anh xuống sau. Mà anh đang làm gì vậy? Anh hả? Anh đang làm một việc rất là quan trọng. Được rồi, bye bye. Ai đó? Anh ơi, tôi mang đồ đến cho anh. Tới liền, tới liền. Cô chạy ngoài cửa đi. Tôi ra lấy. Cảm ơn cô.
Anh Hiếu nhìn kìa, những người khách ba lô ở đây, họ hay thiệt. Ở một xứ sở xa lạ mà dám đi chơi bằng xe đạp. Có gì hay đâu. Như anh nè, biết tụi em ở đây là anh phải muốn liền. Điều mà em thích ở họ chính là sự tự tin. Trời, anh cũng tự tin vậy. Nè, nếu em đồng ý, anh sẽ tìm một chiếc xe đạp. Và anh hơn họ ở chỗ, anh sẵn sàng đưa em đi vòng quanh thế giới luôn. Hay lắm, em sẽ ghi nhớ lời nói của anh. Để rồi có một dịp nào đó em sẽ nhắc lại. Yên tâm, anh không quên đâu. Lâu lắm rồi em chưa đi chơi xa như thế này. Chị ơi, mua bắp đi chị. Mỹ, bắp nè. Bắp mình bán sao vậy chị? Có một ngàn một trái thôi chị ạ. Lấy em ba trái đi. Trời lạnh như vậy mà ăn bắp nóng chắc là ngon lắm. Mi, Mi, mày mua cái gì vậy? Để tao trả giá cho. Cầm giùm em coi anh Hiếu. Rồi đây cô nương. Nặng quá. Có 1.000 một trái còn trái gì nữa. Nhiều. Ăn trái không chị? Sao bà ăn mắc quá vậy? 3.000 năm trái. Không mắc đâu. Ăn ngon lắm chị, ăn đi rồi biết làm sao quay lại mua cho em nữa. Không được. Làm như của mình mà ăn mắc vậy, biết bao nhiêu người bán. Đi quát mua. Đi anh, đứng chụp hoài. Thôi chị cứ lấy cho em đi. Đi Mi. Em cảm ơn. Cảm ơn chị. Ý, chờ tao với. Than em tới đây, sợ hổ. Sao than? Thấy, sợ than em. Tôi phải chọn xóa người đâu. Nhưng mà lấy cái phá chữ lấy cho nó cái gì kìa mày ơi. À, bắp thú ngồi đi cầm một thú. Bắp bán sao vậy chị? Thì thuốc đây em ơi. Vậy hả? Vậy lấy em 6 trái nha. Để em coi sơ đó chị. Mày mua xong chưa? Mi! À, xong rồi nè. Còn mê ăn cái gì vậy? Ở đây tao nói mày nghe này nè. Bắp ở đây 1.000 tới 3 trái lận. 1.000 tới 3 trái luôn hả? Ừ. Ôi mắc quá vậy. Tao mua 1.000 năm trái đó. Thôi đi chị hai. Tao mà nói 1.000 năm trái chắc mày nói 1.007 trái. Đúng không? Sao biết hay vậy? Bởi vậy hàng chi? Người ta không uống sữa, mang bắp nhiều là phải. Bắp rẻ như bèo, đi đâu cũng thấy bắp. Thôi đi. Ghét. Anh Hiếu, bê được mình quá. Đi nhanh lên. Công nhận cảnh ở đây thơ mộng, đẹp thiệt. Anh thì là họa sĩ mà, họ chụp hình lúc nào mà cũng đẹp. Đúng rồi, bắt nữa kìa. Chị hai đặc sản của My kìa. Cái này là gì vậy cô? Cái này hả? Cà đắng này, cà đắng đúng bào nước phàm ấy. Đặc sản của đồng bào ED mình hả? Bào ED 10 ký. Cho con ký nha. Dạ. Mua nữa đi. Lu vào nhồi bây giờ một ơi. Là nhồi. Cảm ơn con nha. Mai mốt mua nữa. Cảm ơn.
Chuyển chụp tấm đi. Giờ mới chụp tôi à? Lòi sao? Vào. Chuyển chụp tấm đi. Chàng mạ rụp ấy làm gì? Chàng mạ rụp. Rồi, tiến vô luôn ý. Cho tôi chụp với mày. Nè, nhìn đây. Một tấm nữa đi anh. Thôi mày chụp đi, tấm chụp nó. Rồi nè, mày cười lên. Cười lên con, cười lên. Mày, có tôi mua được gì nè? Món gà đắng đặc sản của đồng bào ED. Chị ơi, chị cho em hỏi, ở đây chị có bán sữa không? Chưa, tiền sữa học cô. Chị lấy cho em coi thử đi. Chị có sữa lắm. Ủa, cái này là sữa đặc có đường. Chị có bán sữa hộp không? Sữa hộp mà sữa bột. Không có. Thôi em cảm ơn nha. Thôi đi. Đi anh ơi. Khoan, đứng lại. Cái cạnh nhà trong cái. Dạ thầy. Khoan, chờ em để bịch kè. Rồi. 1, 2, 3. Giữ yên. Giữ yên. Kêu nữa. My, cười đi. Khoan, sao anh Thiên vậy rồi My yếu vậy? Thì bây giờ tới phiên em nè. Kìa, Hải Yến. Không ngờ gặp Hải Yến nha các bạn ở đây. Ủa chào anh Bình. Anh Bình cũng đi giao sữa ở nơi này nữa hả? Không, anh đi giao sữa ở huyện, ở xã Rông Na gần đây nè. Thuận tiện anh ghé vô khu du lịch coi có tiêu thụ được sữa không. Anh Bình cũng siêng quá ha. Đâu có gì đâu em, đó là nghề nghiệp của anh mà. À, anh có vẻ thích chụp hình à. Nếu anh muốn chụp hình đẹp á thì phải đi vô thác Thủy Tiên, đẹp hết ý luôn. Ở đâu? Ủa, vậy từ thác Thủy Tiên có đường qua bên Gia Lai không? Không, nó nằm trong rừng mà. Đường dễ đi không? Nói chung thì tôi đi giao sữa ở đó mà. Trước kia là ở đó là khu dân cư, đi kinh tế mới. Sau này thành lập khu dân cư. Nhưng mà thật sự dễ đi lắm. Có điều là ổ gà hơi to. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi giao sữa ở đó mà. Có gì đâu, chuyện nhỏ. Anh Hiếu, nếu anh Hiếu muốn chụp hình thì đi đi. Còn mày nữa, đứng ăn hoài. Đi với anh Hiếu chơi cho vui đi. Thôi, để dịp khác đi. Tao đang đi chung với mày, tự nhiên để mày đi một mình sao được. Có sao đâu, đâu phải lúc nào cũng có dịp tốt như vậy. Mày không nên bỏ lỡ cơ hội. Tao mà không mắc công chuyện, tao cũng đi với anh Hiếu cho vui rồi ha. Ừ. Đi nha My. Có thiệt là mày không giận tao không? Mệt quá, không có giận. Giận mày mập béo gì. Đây là cũng dịp để cho ông Hiếu giữ lời hứa với mày. Anh nhớ rồi, chuyện nhỏ. Anh còn sẵn sàng chạy xe đạp chở chà My đi vòng vòng thế giới luôn mà. Ghê chưa. À, hay là nhận tiện đây, cho phép tôi mời các bạn một bữa cơm nha, có được không? Em nghe người ta nói á, cà đắng này là món đặc sản của đồng bào ED, cho nên tụi em đi chợ sẵn mua luôn rồi nè. Vậy hả? Ừ. Nếu các bạn muốn ăn á, tôi sẽ kêu đầu bếp nấu cho, được không? Được. Chơi luôn. Mình đi nha. Đi. Ok. Các bạn theo tôi. Có thông tin gì của Bình và Hải Yến chưa? Dạ, thưa giám đốc, chưa. Hôm qua cô ta đi Buôn Ma Thuột đúng không? Vâng, tôi cũng nghe tin là Hải Yến đã đi Buôn Ma Thuột. Nhưng mà giờ chính xác thì tôi không biết. Sáng hôm qua cô ta tới chào tôi để đi mà. Tôi cũng đang tự hỏi, không hiểu tại sao giám đốc lại cử Hải Yến đi mà không phải là một người khác. Bởi vì tôi cũng biết Bình và Hải Yến đã có mâu thuẫn. Có lẽ công ty phải cử một người đi để giám sát.
xem lại đến tính chính xác về những kết quả điều tra của Hải Yến. Có thể đúng, cũng có thể không. Cậu biết đó, tôi muốn sự có mặt của Hải Yến trong hội đồng quản trị của công ty là do năng lực thực sự của Hải Yến. Qua chuyến đi này, tôi muốn một lần nữa kiểm chứng lại tính trung thực của cô ta trước khi bàn bạc rõ ràng. Trung thực, tôi nghĩ còn tùy vào quan điểm nữa. Hải Yến có quyền có quan điểm khác tôi, nhưng tôi hy vọng là sự khác biệt không lớn lắm. Nhưng trong trường hợp sự khác biệt không như giám đốc mong muốn thì sao? Tất cả những gì Hải Yến thể hiện trong thời gian qua cho phép tôi đánh giá về cô ấy một cách lạc quan hơn, hơn là cách đặt vấn đề của cậu đó. Tất nhiên, bằng tất cả sự thận trọng, một vài thử thách là cần thiết, đúng không? Chào anh. Chào cô, tôi tới gặp giám đốc. Anh đã hẹn trước với giám đốc chưa? Có cô. Vậy mời anh. Cảm ơn ha. Cửa không khóa, mời vào. Cháu chào chú. Ủa kiệt. Chào cô. Ngồi đi cháu. Dạ. Sao? Trang web của chú tới đâu rồi? Sắp tới ngày kỷ niệm 20 năm khách sạn Phượng Tím rồi đó. Liệu có khai trương kịp không đó? Dạ. Cháu đến đây để bàn với chú về chuyện đó. Mà chú nói luôn nha, ba cái vụ kinh doanh gì chú còn rành, chứ còn cái vụ công nghệ thông tin chú không biết gì hết trơn hết trọi. Mọi sự là trông cậy cho cháu đó nha. Dạ, chú cứ yên tâm, cháu sẽ lo cho chú những chuyện đó. Ừ. Cháu đến đây á là để góp ý với chú về trang web, sao cho tạo được ấn tượng lần đầu tiên với khách hàng. Bởi vì cú click chuột lần đầu tiên rất là quan trọng, nó sẽ quyết định khách hàng sẽ xem trang web của mình nữa, hoặc là mãi mãi họ sẽ bỏ qua, bởi vì trang web của mình chẳng có gì để đáng xem hết. Mà quảng cáo thì phải có một cái gì đó cụ thể, dễ nhớ, chẳng hạn như là một gương mặt đẹp. Gì chứ cái vụ này thì chú bảo đảm với cháu là nhân viên khách sạn Phượng Tím đẹp nhất nhì Sài Gòn. Dạ, cháu biết. Cháu biết là vậy, ở đây ai cũng đẹp hết. Mà hình ảnh những cô gái đẹp đứng gần nhau thì nó không tạo hiệu quả bằng một và chỉ một người thôi. Ừ. Bởi vậy chú biết là tại sao người ta tổ chức cuộc thi Hoa hậu không? Bởi vì họ chỉ tìm ra một người duy nhất thôi. Phải quý hiếm và duy nhất, nó mới tạo được ấn tượng đầu tiên. Một người. Thi Hoa hậu chọn một người được, chứ ở khách sạn này mà chọn một người là cắt. Cháu chơi nó hết ý. Sắc đẹp chỉ là một chuyện thôi, mà người đẹp đó phải toát lên một cái thông minh và hiểu biết, có khả năng giải quyết mọi vấn đề, sao cho những sự cố xảy ra ở khách sạn của chú đều trở thành êm đẹp. Khó à nha, không dễ một chút nào. Chính vì không dễ mà chú làm được mới hay. Chính những điều này sẽ làm cho khách sạn của chú đặc biệt hơn những khách sạn khác. Cháu nói rất có lý. Chú ghi nhận ý kiến đó. Dạ, cháu cảm ơn chú. Alo. Dạ. Dì ơi, cho hỏi thăm, có phải khu nhà trọ của anh Đông không dì? Dạ phải. Nhưng mà chú Đông mới vừa đi rồi, có chuyện gì nhắn lại không à? Dì đi học dân tộc xin nghe. Chú Đông hả? Dạ, dì Năm hả? Có chuyện gì không dì Năm? Chú Đông ơi, ở dưới quê mới vừa báo lên á, mẹ chú mất rồi. Mẹ con mất? Ừ. Alo. Alo.
Một hôm buồn chán, anh lên đó chứng quán con đường khuya. Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhân. Bỗng dưng từ đâu lại từ một cơn gió mang sương đêm ùa vào làm tay cóng đôi tay anh thấy cô đơn. Đành thu mình xuống ôm đến trên có gió anh ngồi lên. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu. Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Ngàn lần làm tan nát con tim anh khiến giờ đây nhé nhé. Tình yêu là những đêm mùa đông yêu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nói có đơn rằng kỷ niệm người yêu. Anh lê đôi chân qua con đường khuya. Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhân. Bỗng dưng từ đâu lại từ một cơn gió mang sương đêm ùa vào làm tay cóng đôi tay anh thấy cô đơn. Đành thu mình xuống ôm đôi chân có gió anh ngồi lên. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu. Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Đã lần làm tan nát con tim anh khiến giờ đây nhé nhé. Tình yêu là những đêm mùa đông yêu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nói có đơn giản kỷ niệm người yêu. Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nói có